Đến trưa ngày 21 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để củng cố hồ sơ điều tra vụ án giết người tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng nay, sau khi cô VTH, 17 tuổi, bất chấp sự ngăn cản của gia đình để bỏ đi cùng bạn trai là Phạm Minh Trí, 21 tuổi, bà nội của cô là bà Nguyễn Thị Dần, 72 tuổi và chị ruột là chị Võ Thị An, 19 tuổi, tỏa đi tìm kiếm. Khi phát hiện em gái và bạn trai đang đứng chờ xe bên đường, chị An đến nắm tay em gái kéo về nhà, bất ngờ Phạm Minh Trí rút dao mang sẵn trong người đâm gục chị An tại chỗ. Sau đó, Trí dùng dao đâm bà nội của bạn gái nhiều nhát rồi bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ sau đó. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Võ Thị An đã tử vong, riêng bà Nguyễn Thị Dân bị thương rất nặng. Theo người dân địa phương, Phạm Minh Trí mới quen hát vài tuần nay. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.